5 năm qua thì nhiều sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ Việt Nam từng bước tiếp cận khán giả quốc tế. Trước Si Tình thì một số ca khúc Việt được khán giả tại Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản đón nhận như là Ngẫu Hứng, Ngây Thơ, Dạ Vũ, Dễ Đến Dễ Đi hay là 2 Phút Hơn. Đặc biệt là vũ điệu Rửa Tay với Gencovi trong 2 năm dịch bệnh. Bài hát 2 Phút Hơn của nữ rapper Pháo khi mới sáng tác thì không quá nổi. Song khi nó được DJ Kai phối mới thì đã tạo nên cơn sốt trên toàn cầu. Thời điểm đầu năm 2021, giai điệu và ca từ tạo hiệu ứng trên khắp các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc, Hàn Quốc, rồi Mỹ. Thậm chí sáng tác này còn được vang lên trong một trận đấu bóng rổ nhà nghề của Mỹ. Nữ thần tượng của Hàn Quốc cũng quay clip nhảy với ca khúc này. Khoảng thời gian COVID-19 bùng phát trên toàn cầu, bản Gencovi của Min và Eric cũng được xuất khẩu rộng khắp thế giới. Được viết lại lời dựa trên giai điệu bản hit Gen của Min, bài hát được khán giả đón nhận nhiệt tình. Ca khúc còn xuất hiện trên các đài truyền hình lớn của Mỹ và Pháp. Trong chương trình Last Week Tonight của John Oliver, Gencovi được phát lên như một lời kêu gọi khán giả noi theo chung tay chống dịch. Sau Mỹ, đài truyền hình Pháp cũng đưa tin về ca khúc này. Gencovi và vũ điệu Rửa Tay được kênh BFM TV vinh danh trong chương trình thời sự là một bài hát ý nghĩa chống lại corona. Trên các nền tảng mạng xã hội ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, bài hát còn được nhiều ngôi sao quốc tế hát lại. Hay như bản hit Dễ Đến Dễ Đi của Quang Hùng Master D cũng một thời gây bão ở thị trường quốc tế, đặc biệt là tại Thái Lan. Bài hát được sử dụng trong hơn 400.000 video, trong số đó có sản phẩm của các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng. Phân tích một chút thì sẽ thấy là những ca khúc trên có công thức khá giống nhau. Giai điệu bắt tai, lôi cuốn và ca từ dễ nghe dễ hát được đầu tư vũ đạo và trang phục độc đáo, mới lạ và ekip sáng tạo trẻ trung chuyên nghiệp. Thời đại số khi mà người trẻ quan tâm đến các câu chuyện xã hội thì đa phần các ca khúc trên đều được sử dụng lồng vào video hoặc là gắn nhạc đang dạng những cái câu chuyện. Dù được ra đời hoàn chỉnh trên nền tảng YouTube, song đời sống thực sự của Si Tình, 2 Phút Hơn, Dễ Đến Dễ Đi hay là Gencovi đều ở các nền tảng chia sẻ clip ngắn. Bởi vậy, chúng được yêu thích chỉ qua một câu hoặc đoạn điệp khúc. Đó là những tín hiệu vui ban đầu cho thấy nhạc trẻ Việt đang bắt xu hướng thế giới khá linh hoạt. Tuy nhiên, các chuyên gia thì lại cho rằng để nhạc Việt thực sự có chỗ đứng trên thế giới thì còn một hành trình dài. Chúng ta chưa có gần như là chưa có những cái cơ hội thường xuyên và thậm chí sự hiểu biết về một nền công nghiệp âm nhạc thế giới như thế nào, cần ra làm sao để có thể tham gia được. Thông tin rất là ít, cũng như là cái kinh nghiệm rất là ít đối với nghệ sĩ, những người làm sáng tạo ở Việt Nam. Chúng ta luôn luôn nghĩ là chúng ta có một nền văn hóa lâu đời, giàu bản sắc. Đấy thì nó mới chỉ là những cái nguồn lực, những cái tài nguyên mà chúng ta chưa thể gọi là khai thác hay là mài giũa để nó trở thành những cái sản phẩm có chất lượng cao ở đẳng cấp thế giới. Và tôi nghĩ việc đầu tiên chúng ta cần phải có một khát vọng vươn ra với thế giới, cần phải có những kế hoạch tỉ mỉ và cũng cần phải có một cái nền công nghiệp âm nhạc cũng như là cái đời sống âm nhạc của Việt Nam thật là phong phú. Trở lại 11 năm trước thì cả thế giới cuồng nhiệt vì Gangnam Style và điệu nhảy ngựa. Với Gangnam Style, âm nhạc, văn hóa của một người châu Á, của những nước Hàn Quốc thì bỗng chốc được hàng tỷ dân trên toàn thế giới dành sự quan tâm chú ý. Tại Mỹ thì Gangnam Style đạt vị trí thứ 2 trên Billboard Hot 100. Tính đến cuối năm 2012 thì Gangnam Style đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc của hơn 30 quốc gia. Gangnam Style có bệ phóng quan trọng từ thương hiệu công nghiệp giải trí Hàn Quốc với làn sóng Hallyu nhờ đầu tư cho điện ảnh, âm nhạc, thời trang. Sự thành công của K-pop khi mà chinh phục thị trường thế giới xuất phát từ một tầm nhìn dài hạn và bài bản. K-pop thực tế được xây dựng và phát triển từ 3 thập niên trước với thế hệ đầu tiên gồm những gương mặt như Shinhwa, SOT, G.O.D hay Pink K. Tới thế hệ 2, hàng loạt tên tuổi đình đám như Big Bang, BBSK, Girl Generation, Super Junior đều vươn tầm và trở thành những nhóm nhạc làm hiện tượng rung chuyển thị trường âm nhạc châu Á. Thế nhưng K-pop mới chỉ bành trướng rộng khắp thế giới trong vài năm qua. BTS, Blackpink, những cái tên quen thuộc với cả thế giới. Chìa khóa để các ca sĩ Hàn chinh phục thị trường quốc tế chính là hát ca khúc bằng tiếng Anh đi kèm chiến lược phát hành quảng bá.
khi BTS tiến công vào thị trường quốc tế bằng hai ca khúc tiếng Anh là Dynamite năm 2020 và Butter năm 2021, đã tạo được làn sóng mới mang lại thành công cho K-pop với việc cả hai bài hát đều góp mặt trong bảng xếp hạng Billboard. Dynamite thậm chí đã vươn lên vị trí đầu bảng Billboard Hot 100 và lọt vào danh sách đề cử giải Grammy danh giá. Theo các chuyên gia, thì thành công của BTS một phần nhờ mạng xã hội và phần nhiều đến từ tầm nhìn và đầu tư để tiến ra thị trường quốc tế. Lượng người hâm mộ đông đảo trên Instagram, Twitter, Facebook, YouTube cho phép BTS tiếp cận người dùng khắp thế giới. Kế đến, BTS có hệ thống phát hành chuyên nghiệp ở thị trường quốc tế khi mà công ty quản lý hợp tác với các đơn vị phát hành danh tiếng tại Mỹ. Còn Blackpink bùng nổ trên thị trường quốc tế khi hợp tác với các ngôi sao quyền lực như Lady Gaga, Selena Gomez hay Cardi B. K-pop đã tiến ra thế giới bởi tiếp nhận và hội tụ đa phong cách âm nhạc từ R&B, hip-hop, pop, EDM. Ngoài ra, chiến lược xây dựng cộng đồng fan cũng là một thế mạnh giúp quảng bá K-pop trên toàn cầu trong bối cảnh ngành công nghiệp 4.0 phát triển. Trong chiến lược xuất khẩu văn hóa, chính phủ Hàn Quốc chủ trương phương pháp hóa, tự do hóa ngành thời trang, mỹ phẩm, âm nhạc, điện ảnh, đưa Hàn Quốc trở thành trung tâm mua sắm nghe nhìn của cả châu lục, thậm chí vươn tầm ra toàn cầu. Quay trở lại câu chuyện của Việt Nam. Hiệu ứng quốc tế của một số ca khúc Việt Nam hé mở cánh cửa để thế giới biết tới nhạc Việt Nam và rộng hơn là vẻ đẹp văn hóa thiên nhiên Việt Nam qua các MV. Nhưng để V-pop có thể tiến ra thế giới một cách vững vàng, cần một chiến lược, một tầm nhìn dài hơi từ phía cơ quan quản lý cũng như những người làm nghệ thuật. Có như vậy thì những ca khúc Việt mới thực sự có chỗ đứng, chứ không chỉ là một xu hướng sớm nở chóng tàn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong Góc nhìn văn hóa.